cảnh khu tái định cư 280 ha dự án sân bay Long Thành. Khu tái định cư Lộc An Bình Sơn rộng 280 ha phục vụ di dời tái định cư sân bay Long Thành hiện đang được khẩn trương xây dựng cơ sở hạ tầng để có thể bàn giao nền đất cho người dân vào tháng 8 năm 2020. Dự án sân bay quốc tế Long Thành được xây dựng trên diện tích 5.000 ha là cảng hàng không đạt cấp 4F, có công suất thiết kế hơn 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm sau khi hoàn tất 3 giai đoạn vào năm 2050. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 16 tỷ USD để xây dựng sân bay Long Thành. Tỉnh Đồng Nai đã phải thu hồi hết đất của 5.283 hộ dân và 26 cơ quan tổ chức thuộc 6 xã của huyện Long Thành gồm Bình Sơn, Suối Chầu, Cẩm Đường, Bầu Cạn, Long An và Long Phước. Phục vụ tái định cư với các hộ dân phải di dời, tỉnh Đồng Nai đang cho xây dựng khu tái định cư Lộc An Bình Sơn có quy mô 280 ha. Khu tái định cư này có vị trí tiếp giáp với đường DT769 thuộc địa bàn hai xã Lộc An và Bình Sơn. Tỉnh Đồng Nai sẽ nỗ lực để hoàn tất giải phóng mặt bằng, bàn giao phần diện tích 1.810 ha khu vực ưu tiên và tiếp tục kiểm đếm, bồi thường khu vực còn lại để bàn giao mặt bằng trong quý 2 năm 2021. Hạ tầng nghìn tỷ đổ bộ khu đông, bất động sản cát lái tăng hạng. Theo thống kê giai đoạn 2010-2020, thành phố Hồ Chí Minh triển khai 216 dự án hạ tầng giao thông với số vốn đầu tư 350.000 tỷ đồng. Trong đó, thành phố phía Đông chiếm khoảng 71% tổng ngân sách với sự đầu tư mạnh mẽ. Những khu vực nổi bật như Thủ Thiêm, An Phú, Cát Lái được giới đầu tư ưu ái và ví như mỏ vàng có tiềm lực phát triển đáng kinh ngạc. Thực tế cho thấy khu Đông đang là khu vực được đầu tư hạ tầng tốt nhất, với hạt nhân là khu đô thị mới Thủ Thiêm. Từ Thủ Thiêm, khu công nghệ cao quận 9, khu đô thị Cát Lái, An Phú quận 2 cũng thay đổi diện mạo từng ngày với hàng loạt công trình tầm cỡ và những dự án bất động sản lớn. Theo ghi nhận, trong 6 tháng đầu năm 2020, khu Đông chiếm hơn một nửa nguồn cung mới ở các phân khúc nhà phố, biệt thự, nhiều hơn cả 3 khu vực phía Nam, phía Bắc và phía Tây hợp lại. Với nguồn cung hiện tại và ở những giai đoạn tiếp theo của các dự án đã được phê duyệt quy hoạch, khu Đông sẽ chiếm nhiều hơn lợi thế về phân khúc nhà phố, biệt thự và mặt bằng giá bất động sản nơi đây cũng sẽ tăng liên tục như một lẽ tất yếu. Tại thời điểm cuối năm 2019, mặt bằng giá nhà đất khu Đông đã tăng hơn 150% đến 200% so với cùng thời điểm năm 2017. Đơn cử như tại Cát Lái, giai đoạn năm 2015 đến 2016, khi các trục đường chưa hoàn thiện, giá đất trong khu dân cư dưới khoảng 15 đến 20 triệu đồng một mét vuông, đến nay đã cán mốc 50 đến 60 triệu đồng một mét vuông. Sở hữu căn hộ xanh trung tâm Bình Dương là xu hướng năm 2020. Tuy thị trường bất động sản có những phần chững lại do những nguyên nhân kinh tế biến động ảnh hưởng dịch bệnh, tuy nhiên, tại Bình Dương, trái ngược với tình hình chung, phân khúc căn hộ xanh đang được thu hút sự quan tâm của rất nhiều nhà đầu tư. Bình Dương là địa phương duy nhất của Việt Nam lọt vào top 21 thành phố văn minh nhất của thế giới, thu hút vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài FDI luôn thuộc nhóm dẫn đầu của cả nước và đặc biệt là tốc độ tăng trưởng GDP cao gấp 2 lần so với mức tăng trưởng bình quân chung của cả nước. Theo số liệu thống kê năm 2019, Bình Dương đứng thứ 3 cả nước sau Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh về thu hút vốn FDI với tổng số vốn đạt hơn 3.073 tỷ USD, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2018, vượt 119,57% so với chỉ tiêu năm 2019. Theo xu hướng phát triển, mới đây bảng giá đất tại Bình Dương đã được điều chỉnh tăng lên hơn 18%. Trên thực tế, tính từ đầu năm 2019 đến nay, mặt bằng chung giá đất tại đây đã tăng trên dưới 20%. Giới đầu tư nhận định sắp tới, biên độ tăng giá chắc chắn sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa.